Đội tuyển Philippines đã sẵn sàng bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 cùng với Việt Nam, Iraq và Indonesia. Trận ra quân sẽ diễn ra trên sân nhà vào ngày 16 tháng 11 khi thầy trò huấn luyện viên Michael Vai sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Dù bị đánh giá yếu hơn so với các đối thủ trong bảng, đội tuyển Philippines tỏ ra quyết tâm tạo nên sự bất ngờ. Huấn luyện viên Michael Vai vừa công bố danh sách cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng vào tháng 11 và trong đó, thủ thành Neil Etheridge là một trong những gương mặt nổi bật. Neil Etheridge từng khoác áo câu lạc bộ Cardiff City thi đấu tại Ngoại hạng Anh và mặc dù đã bước sang tuổi 33 và không còn ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn có vai trò quan trọng trong đội tuyển Philippines. Bên cạnh Neil Etheridge, đội tuyển Philippines còn triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có tài năng trẻ Santiago Rodrigo, một hậu vệ cánh trẻ tuổi đang khoác áo đội trẻ Atletico Madrid và ngày càng trưởng thành sau thời gian cọ sát ở châu Âu.